Chuyện thứ 26. Đất lành chim đậu. Năm Quý Dậu, tức năm 1933, lúc Đức Thầy tuổi đời còn niên thiếu mà đã biểu lộ đức tánh từ bi cao cả, ai để tâm theo dõi câu chuyện là ở làng Hòa Hảo sau đây chắc không khỏi suy nghĩ luận bàn. Thời này, dân cư trong làng Hòa Hảo còn thưa thớt, cỏ cây rậm rạp. Sau nhà Đức ông có một vườn tre rộng đến hàng mẫu tây. Đến mùa nước lên, chẳng biết từ đâu vô số cò trắng tập trung về làm ổ, đẻ rất nhiều ổ trứng. Cò mẹ, cò con, thật đông đảo. Thấy vậy, Đức ông ra lệnh cấm người ngoài và người nhà, bất cứ ai chẳng đặng vào vườn tre hốt trứng và bắt cò mẹ, cò con. Nhờ vậy, nên mỗi lúc loài cò rủ nhau về càng đông. Việc này thiên hạ đồn vang thấu đến tai viên chủ quận Tân Châu. Một ngày kia, Đức ông có việc đến quận Đường. Dịp này viên chủ quận Tân Châu liền ngỏ ý với ông cả. Thưa bác, nghe đồn sau nhà vườn bác có nhiều cò trắng, vậy xin phép cho tôi phái người đến bắn một bữa, về làm tiệc nhậu chơi, có được không bác cả? Đức ông suy nghĩ một chút rồi đáp. Thưa chủ quận, chẳng mấy khi quan quân hỏi tôi mà chẳng đáp ứng được, tôi thấy cũng hết sức e ngại. Nhưng tôi xin quan quận suy nghĩ, giải quyết giùm sự nan giải trong lòng tôi. Số là trước đây mấy tháng, loài cò này chẳng rõ từ đâu về làm ổ tại vườn tre của nhà tôi khá nhiều. Tôi cũng đã cấm người trong nhà, ngoài làng xóm không ai được hốt trứng, bắt còn ăn thịt. Bởi tôi nghĩ rằng chim cò là loài cầm thú rất sợ người. Thế mà khi chúng làm ổ, tôi ra xem, chúng chẳng hề sợ sệt gì cả. Chúng dạn dĩ lạ lùng. Tôi thiết nghĩ từ hồi nào tới bây giờ chưa từng xảy ra như vậy. Rất là lạ. Chúng nó không hề đậu hay làm ổ ra ngoài, mà chỉ trú ngụ trong phạm vi vườn của tôi mà thôi. Chắc chúng nó tin tưởng có sự che chở an ổn của tôi, rồi ngày qua tháng lại được ở yên, nên chúng mới rủ nhau về làm ổ đông như thế. Thưa quan quận, chẳng những ở trong làng Hòa Hảo dân có tới xin bắt chim cò, mà các nhân viên ban hội tề lân cận như Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Tân Huệ, Phú An cũng đến xin như vậy. Trước sau tôi đều nhất nhất không cho. Tôi nghĩ chắc có số người nào đó, bởi tôi không thỏa mãn yêu cầu ấy, mà họ đến nhờ quan quận cho người đến bắt cò, mở đường trước cho họ tấn tới chăng? Quan quận nghĩ coi, lâu nay lũ cò mẹ, cò con đều tin tưởng sự che chở của tôi. Bỗng hôm nay tôi thuận để cho quan quận bắn giết chúng nó, thì hóa ra tôi gạt gẫm bầy cò tới cho đông, để rồi cho người ta vào sát hại như vậy. Đối với chúng chim cò là tôi bất tính, còn đối với người làng nước là tôi bất uy. Vì từ đầu chí cuối, ai đến yêu cầu vào vườn sau bắn, tôi cũng đã từ khước hết kia mà. Thưa quan quận, theo tôi nghĩ, ngài muốn ăn mỹ vị cao lương gì mà chẳng được, không thiếu món chi, thế mà cần chi thịt cò rất tanh hôi tầm thường ấy. Nói tới đây, ông ngừng nghĩ. Viên chủ quận chưa tha, còn dài dòng lý sự. Thưa bác cả, tôi nghe loài chim cò săn được đem nhổ sạch lông rồi ram, đem ướp vị, nướng cho vàng, rồi mỗi người một con, rứt thịt mà ăn từ ngoài tới trong, nhậu rượu thú vị lắm. Hôm nào nhờ bác cả cho tôi bắn một mớ để làm mồi uống rượu chơi, xin bác vui lòng ha. Thấy thái độ cương quyết của quan chủ quận, Đức ông mới trả lời. Thưa quan chủ quận, những nỗi khó khăn nơi lòng tôi như tôi vừa cạn tỏ. Nếu quan quận quyết ý thì ngài lấy tư cách chủ quận
cứ đến đó muốn bao nhiêu tùy ý. Sau đó đức ông ra về. Chỉ mấy bữa sau, một buổi sáng, vào khoảng 8 hay 9 giờ, một chiếc xe hơi từ Tân Châu đến ngừng trước cửa nhà đức ông. Có hai nhân viên xuống xe, định vào gặp ông cả để trình lệnh chủ quận xin bắn cò. Ông cả đi vắng, họ gặp bà cả và nói: "Thưa bà cả, chúng tôi xin trình lệnh quan chủ quận xin bắn cò. Nay ông đi vắng, xin bà trao lệnh này đến ông cả." Đoạn hai người ra xe, nai nịch bì đạn, súng trường, rồi đi thẳng vào sau vườn. Hai người chưa ra tới vườn, bỗng họ gặp một trang thiếu niên dáng mạo khôi ngô, tráng kiện khác thường. Đó là đức thầy. Ngài đứng giữa lối đi, chặn hai người lại và ôm tồn hỏi: "Hai ông phải là người trên quận bảo xuống bắn cò chăng?" Một trong hai người đáp: "Phải." Rồi hỏi lại: "Cậu đây có phải cậu Tư con bác cả không?" Đức thầy đáp: "Phải." Và ngài nói tiếp: "Tôi nhận thấy hai ông tiền căn có chút duyên với Phật, nên vì hai ông mà tôi khuyên đây. Mặc dầu hôm nay hai ông thi hành lệnh trên làm việc sát sanh, nhưng thảo nào tránh khỏi ngày cộng nghiệp do luật nhân quả bất di bất dịch. Hai ông sao không nghĩ câu nhân vật giữ đồng của cổ nhân? Đây là đồng tình thương cùng một bản giáp. Nếu con người có tình thương vợ chồng thì loài chim chóc cọ diệt chúng cũng có tình trống mái ấp yêu. Nếu con người biết ham sống sợ chết thì chúng cầm điểu cũng đồng như ta vậy. Này hai ông có thấy không? Loài điểu thú cũng ấp yêu đẻ trứng nở con. Lớp trưởng thành hình vóc, lớp mới nở, lớp ra ràng. Nếu hai ông bắn giết mẹ cha chúng nó, chồng hoặc vợ chúng nó rồi, hai ông hãy hình dung cảnh chia ly tử biệt. Con mất cha, vợ mất chồng, rồi đến cái chết dần mòn thê thảm của ổ trứng hoặc của đàn con thơ dại như thế nào? Chắc hai ông thừa hiểu khi vợ hoặc chồng, khi mẹ hay cha chúng bị giết hại rồi thì trứng sắp nở kia cũng bị ung thúi, chim cò no thì phải chết đói, chết khô, rũ xác tiêu hình. Các ông bắn giết một hai con thì sẽ chết theo năm bảy con khác, hoặc đến nguyên cả tổ, cả đàn chim vô tội. Thử coi cái cảnh bi thảm là dường nào. Thế thì tại sao nỡ đành lòng chi vì miếng ăn mà sát hại sanh mạng?" Hai tay xạ thủ nãy giờ đứng yên, nghe đức thầy nói tới đó, thấy đầu óc có vẻ bồi hồi cảm động. Mắt họ đăm chiêu nhìn xuống, tỏ ra rất tư lự. Bỗng một anh nói: "Thưa cậu Tư, lời cậu vừa khuyên thật là quý báu. Song bổn phận chúng tôi hôm nay chẳng gì hơn là phải săn cho được thịt cò để mà về phục lệnh trên. Xin cậu Tư biết cho hoàn cảnh này của chúng tôi." Tiếp theo đó, hai bóng người lầm lũi tiến bước, đức thầy cũng bước từng bước. Ngài vừa đi vừa nói: "Tôi vì tình thương mà phải nói, hai ông vì bổn phận mà phải làm. Do đó tôi báo cho hai ông biết trước, hai ông sẽ bắn không được con cò nào đâu." Kế ngài rẽ qua lối khác trong vườn vào nhà. Câu nói đó của đức thầy khiến cho hai xạ thủ đều sanh nghi. Vừa rảo bước chân, một anh nói nhỏ với bạn mình: "Nghe người ta bảo cậu Tư đang lên cơn thì phải." Người kia đáp: "Anh thấy chưa, chim cò đông đặc, chúng sống chen chúc như thế này. Thứ súng nhảy và đạn chày này nổ ra một phát thì chúng sẽ chết hàng lũ hàng đàn. Vậy mà cậu ấy nói bắn không được, đó chẳng phải là lên cơn sao?" Lúc bấy giờ, hai tay xạ thủ quả đang thấy tận mắt cò đứng đó đây dãy đầy trên các bụi tre,
lớp lớp, điệp trùng, ổ trứng không đếm xuể. Có điều rất lạ là chúng chẳng hề biết sợ người. Chúng tỏ ra rất tự nhiên, mặc cho loài người xuất hiện, lướt xong đến tận sau huyệt chúng. Cả hai đều đinh ninh rằng chỉ nổ ra một phát đạn, ít ra cũng lượm được hàng chục con mồi. Chuẩn bị xong đầu đó, họ liền cho nổ phát súng đầu. Đúng! Tiếng súng làm vang động cả khu vườn xưa nay, có tiếng yên tĩnh nhất. Đang co nghe động, đột ngột nhất tề chúng bay bổng lên không trung. Chúng bay đi lượn lại, kế rồi dần dần đáp xuống chỗ cũ. Không thấy con nào bỏ tổ bay đi loạn hàng bỏ ngủ. Quan sát kỹ, hai anh quả chẳng tìm thấy và không lượm được một con cò trống mái nào. Thế có lạ không? Sau đó, tiếng đung thứ hai, rồi thứ ba kế tiếp vang lên. Thật kỳ lạ, từ phát súng đầu cũng như phát súng cuối cùng, hễ sau tiếng nổ thì đàn cò lập tức bay lên, và hễ dứt tiếng nổ một tí thì chúng bay y về tổ cũ. Tuyệt nhiên không có con nào bị đạn, thọ thương. Có điều lạ hơn nữa là hễ góc vườn nào bị bắn, có tiếng nổ, thì lũ cò bay lên, đáp xuống. Chỗ khác không nhắm tới, thì thấy con nào con nấy tỏ ra bình thản, xem như không có gì xảy ra. Hai người trước sau đã làm tiêu hao hết mười mấy viên đạn, trong số 18 viên đã lãnh. Thế mà chẳng hề lượm bắt được con mồi nào, thế mới lạ. Không biết làm sao hơn, cả hai xạ thủ đều thất vọng não nề, đành mang súng dài với viên đạn cuối cùng lủi thủi ra xe. Họ bàn nhỏ với nhau, phải gì nghe lời cậu Tư không bắn từ đầu, bị đạn con, rất dễ phục lệnh cấp trên. Giờ thì đạn đã hết, mà không lượm được chim cò gì, thất bại, sẽ về ăn nói làm sao? Thế nào cũng bị quở trách nặng nề cho coi. Khi cả hai bước ra đường cái, bỗng đức thầy đi đến, ngài nói: hai ông có biết tại sao bữa nay bắn chẳng được cò chăng? Thấy cả hai đang lúng túng, chưa tìm được câu đáp, ngài liền tiếp: hai ông á, có duyên lành kiếp trước, nên gặp may mắn, nên khi lãnh mười mấy viên đạn, song chỉ một viên đạn thiệt mà thôi, còn bao nhiêu là đạn giả cả, cho nên bắn chẳng được chim cò. Từ rày về sau, đừng lãnh việc sát sanh nữa. Nếu lãnh được đạn thiệt thì ôi thôi, cây cảnh đoạn trường, giết mẹ, bỏ con, chồng xa vợ, vợ bỏ chồng, tội ác ấy chừng nào mới hết. Thế là hai xạ thủ được nghe đức thầy thuyết về luật nhân quả một lần nữa. Trước những lời lẽ đầy hiền hòa, nhân ái của đức thầy, cả hai người đều thường người ra như tượng gỗ. Thấy vậy, ngài dục thúc: thôi, hai ông cứ yên lòng, đừng quá lo phiền về việc vừa rồi không kết quả sẽ bị quả phạt. Không sao đâu, nếu thất bại về việc này, sẽ thành công vào việc khác để bù lại. Gặp hoàn cảnh ấy, thì ta nên nhớ câu nhất ẩm nhất trác giai do tiền định của người xưa dạy. Hai ông hãy về đi, hai người quên rồi sao? Giờ này mà về đến nơi là trễ giờ quy định rồi đó. Tới đây, hai người liền cúi chào đức thầy rồi bước ra chỗ xe đậu. Anh tài xế rất đổi ngạc nhiên vì thấy cả hai nhà thiện xạ về tay không. Họ đã trải qua nhiều khâu chuẩn bị, phí cả buổi trời đi săn bắn. Theo trí tưởng tượng của người lái xe, sau những phát súng nổ vang dội, chắc chắn hai người lượm xác chim cò mang không xuể. Đằng này hóa ra công giả tràn xe cát rồi. Hai xạ thủ từ từ lên xe, họ nặng nề ngã người lên nệm êm, chậm rãi trả lời tài xế đang dùng dập hỏi lý do về không.
tay trắng. Một anh nói trong não nề, thất vọng. Bữa nay dở quá, băng hết đạn mà chẳng lượm được con cò nào. Thế rồi anh tài xế rồ xe thẳng đường về Tân Châu. Còn trong tâm trí của hai người kia thì đầy nỗi ưu tư. Họ linh cảm giờ này quan quận đang băn khoăn, chờ đợi. Chắc ông ấy đang sẵn sàng tổ chức các món phụ để nhắm vào món chính là thịt cò. Mà cò chim ở đâu đâu? Hơn nữa trong việc chuẩn bị, quan quận đã mời thực khách là những đại biểu của hưng chức hội tề trong chính xã. Chương trình như có báo trước là sau vài tiếng đồng hồ bàn việc nước việc làng là tới giờ liên hoan hội ẩm, mà thịt cò chiên bơ là món đặc biệt hơn hết. Thế mà hai ta đi không về rồi, như thế này biết lấy chi mà đỡ đòn. Trong khi cả hai đang miên man suy nghĩ, bỗng xe tới hồi trục trặc. Tài xế cho xe dừng lại, bước ra lục lạo buồng máy sửa chữa. Hai xã thủ cũng xuống xe xả mát. Coi lại, nơi đây là trước đình thần Phú An. Thình lình, có hai đứa trẻ từ sau đình chạy tới kêu nói: "Hai chú ơi, hai chú có súng ra đây bắn hai con chim lớn quá kìa. Chúng đang đậu trên cây sao đó." Hai anh nghe báo mừng ra mặt, vội xách súng chạy ra. Quả thấy hai con chim khoang cổ to đậu ở ngọn cây sao khá cao. Hai anh khoát tay bảo hai đứa trẻ vô ẩn dưới mái hiên đình để mình kiếm chỗ khuất, giấu mình ngắm nghía. Một anh nói vừa đủ nghe: "Đã hết 17 viên không được con nào, giờ chỉ còn một viên độc nhất, chắc gì bắn trúng mục tiêu." Anh xạ thủ xách toàn ten con mồi chạy vào phủ đường. Quan quận nãy giờ chờ đợi, thoáng thấy xe về, lên tiếng hỏi dồn dập: "Cò đâu? Sao tụi bay lâu lắc quá? Đã gần 11 giờ rồi, chỉ có hai con đó hả?" Hương chức hội tề vừa tan hầu, mỗi ông một câu hỏi han rộn rịp, khiến bầu không khí trở nên ồn ào. Hai xạ thủ trả lời ngắn gọn: "Bắn cò chẳng đặng, chỉ được hai con này ạ." Một vị trong ban hội tề làng nào đó đưa ra một câu hấp dẫn, góp phần xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng. Câu nói của ông này vừa cứu vãn tình hình, cũng vừa khen ngợi cho vui. "Thịt cò làm sao mà bằng thịt chim khoang cổ? Này nha, có 10 con vịt xiêm trống tơ cũng chưa đổi được cặp chim khoang cổ này. Nhất là bộ đồ lòng của nó, đem xào chua uống rượu là tuyệt hảo." Quả nhiên, cặp khoang cổ đồng loạt hy sinh, chúng đã chết đúng lúc để góp phần cứu vãn tình thế. Bây giờ, thay vì bị quan khiển trách tối đa, thì bộ đồ lòng của cặp chim to lớn này trở thành món khai vị, làm phát pháo đầu cho bữa tiệc liên hoan hôm ấy. Rõ thật là rượu nồng thịt béo dễ gây phấn khởi trong lòng của bao thực khách lúc bấy giờ. Hai xạ thủ đã tỏ ra bất tài, suýt hỏng việc lớn của quan ngài, đáng trách mà không bị quở phạt. Trái lại, họ còn được phép oan oan kể lại giữa tiệc về mẩu chuyện lạ họ vừa bục kích ở tận dưới làng Hòa Hảo cho quan đầu quận và đại biểu hương chức chính xã hội tề cùng nghe. Món lòng chim khai vị cạn dần. Tiếp theo chương trình là món thịt chim khoang cổ xào lăng, gia vị bún, mắm, củ hành tiều thơm nức mũi. Buổi liên hoan vui nhộn diễn ra trong không khí cởi mở sôi động. Các quan chức vừa thưởng thức món chim rừng, thêm có món bồ đào mỹ tửu. Tất cả vừa thích thú nghe hai xạ thủ thì nhau kể chuyện dài dài. Hai anh luân phiên nhau kể lại từng chi tiết, mà chính họ là vai thường trực từ giờ đầu cho tới phút cuối. Từ lúc gặp cậu Tư Hòa Hảo, cậu Tư đã khuyên can như thế nào? Cậu Tư nói tiền liệu những gì sắp đến. Cuối cùng kết quả đưa tới đều y như lời báo trước, như có việc sắp xếp trước vậy. Lạ nhất là đàn cò đông vô số,
mà chúng chỉ làm tổ sống tự nhiên trong phạm vi vườn nhà ông cả hòa hảo mà thôi. Đến việc tốn hết mười mấy viên đạn mà chẳng lượm được con chim cò nào. Ly kỳ hơn nữa, ngẫu nhiên mà y như đức thầy cho biết trước rằng nếu thất bại việc này, bắn cò không kết quả, sẽ thành công việc khác. Hai người lấy làm thích thú quay lại cuốn phim vừa diễn ra ban sáng ở làng Hòa Hảo, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Trong buổi liên hoan, ai cũng chăm chú theo dõi. Trong số thính giả hôm ấy có ông Đào Thành Đô, hương cả làng Tân An, là ít ăn thịt uống rượu hơn hết. Và ông đã lắng nghe câu chuyện một cách say mê. Hai anh xạ thủ vừa kể hết câu chuyện, thính giả đều ngạc nhiên, cho là việc chưa từng có. Mọi người đều miên man suy nghĩ. Riêng quan chủ quận Tân Châu, người chủ trì buổi liên hoan hôm ấy thì tỏ ra dửng dưng. Chắc ở tận đáy lòng ông quận không khỏi gợn lên một sự sỉ hổ, bởi ông không đạt được ý muốn ban đầu mà ông đã dùng quyền uy quá đáng, có lẽ bất công đối với vị hương cả ở Hòa Hảo. Thế là quan quận lên tiếng kết thúc, vừa cũng để chữa nỗi thẹn thầm. Đối với tôi á thì đây là một sự thường, nên không lấy gì làm lạ, chẳng qua là phước chí tâm linh vậy thôi. Bữa tiệc tàn hẳn, vị hương cả làng Tân An, ông Đào Thành Đô đã cáo say. Thật ra trong bữa tiệc ông ít ăn uống. Ông xuống ghe, hầu trở về làng, mang theo tâm sự miên man và suy nghĩ về nhiều chuyện lạ ở Hòa Hảo mà ông vừa được nghe kể lại. Thuật theo lời của ông Lê Văn Phú, Tự Tho. Luận giải: thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lâm phàm để hóa độ chúng sanh, trong thời niên thiếu, Ngài đã biểu lộ đức tánh từ bi, cao cả. Ngày nay, Đức Huỳnh Giáo Chủ ngay từ khi còn nhỏ cũng đã sớm bộc lộ thiên tư mẫn tiệp cùng một trái tim từ bi vô bờ bến. Càng suy ngẫm, càng nhận thấy câu chuyện cứu đàn cò thoát chết của Đức Thầy có nhiều điều rất ý nhị sâu xa. Sở dĩ đàn cò lũ lượt đến làm ổ tại vườn Đức Ông là vì chúng biết nơi đây đã có Phật ra đời. Nhờ nương theo hồng đức của Đức Thầy che chở cho chúng được an toàn, nên khi bị bắn, chúng vẫn bình tĩnh an nhiên, không hề sợ hãi. Như vậy, mới năm 1933 mà chúng đã biết có Phật ra đời tại nhà Đức Ông, nên mới kéo đến để nhờ sự đùm bọc, che chở của bậc đại giác ngộ. Còn chúng ta phải đợi đến năm 1939, khi Đức Thầy mở đạo thuyết pháp mới biết mà quy y. Như vậy ta thua chúng, vì chúng biết trước mà ta không biết. Đức Thầy cứu đàn cò, còn khiến cho người vững niềm tin. Bởi loài cò là giống chim muông mà còn được Phật bảo bọc an toàn, huống chi là người. Nếu chịu làm đúng theo thánh giáo của Ngài thì tin chắc sẽ được Phật lực gia hộ vạn bội phần như thế nữa. Đức Thầy vâng sắc lệnh của Phật và trời, ra đời mở đạo để chấm dứt hạ nguân đen tối bạo tàn này mà lập thượng nguân trong lành và toàn thiện. Trần thế lợi danh giấc mộng tràng, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đấng hiền từ cứu thế gian. Trích trong Lộ Chúc Cơ Huyền. Vậy nếu là người trí thì nên hết lòng tuân thủ giới quy, kiên tâm tu tiến, dù gặp cảnh thiên nan vạn khổ cũng chớ nên thoái chí nản lòng, bởi Ngài đã báo cho ta biết trước là: ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Trích trong Sấm Giảng quyển 4. Bảo là bảo bọc che chở, còn an là an toàn mọi sự,
Đức Thầy của chúng ta là Phật, nên có đầy đủ đức độ vạn năng để bảo bọc che chở cho những ai là người thật tâm tu đạo. Vậy chúng ta hãy vững niềm tin mà nghe lời chỉ dạy của Ngài, nhất định sẽ được gia hộ trên đường tu tiến đến chỗ thành tịnh giải thoát. Om ha ha ha, Om Sat Mo Di So Ha.